Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Hiện tại mình đang có mặt tại một cái kênh mương rất là lớn đây. Cái mương này thuộc trên địa bàn của huyện Gia Viễn. Cái kênh này nó có tác dụng là cung cấp nước để phục vụ cho sản xuất cây hái. Ngoài ra thì nó còn có cái tác dụng là thoát lũ các bạn. Toàn bộ những nguồn nước mưa, nước ở trong các nhà dân, rồi từ các cánh đồng ruộng vân vân và vân vân thì nó đều chảy ra toàn bộ cái mương này hết các bạn. Thì hôm bữa trước mình có quay cho các bạn cái video về cái mương này rồi, ở cái góc xa xa đằng cái chỗ ngôi nhà màu trắng đấy. Cái góc đấy là thuộc cái trạm bơm. Hôm trước có mấy con nó đang làm vớt bèo ở đấy các bạn. Bây giờ thì bèo cũng đã vớt được gần hết rồi, chỉ còn lại một ít thôi, họ không vớt nữa. Thì bữa nay thì bên công trình này họ đã vào đây để thi công hai bên cái bờ kênh này các bạn ạ. Đấy. Hôm trước là vớt bèo thì của bên khuyến nông, còn hôm nay thi công đường xá với kênh mương bờ kè các thứ là của một bên công ty khác. Phía bên trái các bạn là cái bờ kênh cũ, ngày xưa nó nhỏ thôi. Cứ mỗi lần nước to là nó dâng nước lên, khiến cho là nó bị yếu cái đường đi ấy. Bữa nay công trình họ đã bắt đầu là đổ đá để làm một cái đường đi. Đường đi này thì mình có thể gọi tạo là cái đường công vụ. Đường công vụ này nó có cái mục đích là để giúp cho xe cộ có thể đi lại này, máy móc này, xe ủ, xe ô tô để sau này đi vào đấy để đổ vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng. Thì bao giờ cũng vậy, cái phần làm đường ấy thì là phần làm đầu tiên trong tất cả các hạng mục. Do là những con xe ô tô tải lớn ấy nó không đi vào đây được, nên là nó chỉ đổ ngay cái phần chỗ con máy xúc kia thôi. Còn bao nhiêu là phải dùng con xe tải nhỏ kia để trung chuyển vào. Cái phía đầu dưới này thì có con máy ủi đang ủi này. Đấy. Con ô tô nhỏ đổ từ đâu thì con ủi này có tác dụng là nó ủi xuống tới đấy. Vì cái khúc dưới đấy là toàn bộ là cái nền đất nó yếu nên là ô tô không vào được, mà máy lại quăng từ đây quăng xuống thì rất là xa, nên là bắt buộc phải có một con trung chuyển đây. Bây giờ thì những cái kênh mương này đang được bên tỉnh đầu tư rất là mạnh các bạn ạ. Bên kia cũng thi công nhá, bên này cũng thi công này. Hiện tại đây những cái cọc này là họ đang cắm để phân chia ranh giới và để biết được là cái phạm vi của bờ kênh tới đâu. Con này là con Kobe SK100 các bạn nhé. Nếu mà nhìn ở trong video thì từ xa vậy thì các bạn cũng rất khó có thể phát hiện được đây là con 100 hay là con 120. Nhưng con này là con 100 nhé. Đầu tiên mình cũng cứ tưởng con này là 120, nhưng bây giờ nhìn mới biết con này là một máy 100 ạ. Với thi công kênh mương này thì đa số họ hay dùng thật dài, họ hay dùng cái dòng 1, cụ thể là dòng Kobe này. Con này thì độ đâu đó với cái tầm cần này nó rơi vào khoảng 10-11 mét các bạn nhé. Đấy là khoảng thôi. Còn muốn biết chính xác con này dài bao nhiêu mét thì phải liên hệ đến cái ông đóng cần. Mình không đóng cần thì cũng không biết được, hoặc là chỉ có vác thước ra đo thì mới biết được thôi. Đấy. Toàn bộ đây là đá này ở ngoài mình ấy. Họ gọi những cái này là đá xô bồ các bạn ạ. Đá xô bồ. Tại vì hòn to, hòn nhỏ không đều nhau, hòn 3, hòn 4, hòn 7, hòn 10, rất là nhiều loại. Con này tính thời điểm này cũng đã qua sử dụng rất là nhiều năm rồi. Máy cho khói mù luôn. Không còn điều hòa bạn nhé, chỉ có điều hòa 8 chiều thôi, điều hòa với thiên nhiên. Do là đây địa hình nó cũng chật chội nên là chỉ có một con trung chuyển thôi. Vậy và phải xúc ngược. Dòng này thì chỉ mỗi tội là nó cũ thôi, nhưng mà quay thì Kobe thì luôn là đẳng cấp rồi các bạn, quay cực nhanh luôn. Mỗi tội là hơi khói một chút xíu.
con tô nó lùi này. Đấy, lùi đi, lùi cẩn thận, lùi xuống mương luôn nhá. Ê êu, đưa qua nổi không? Đấy, thời gian con xe này nó chạy đi thì bác tài chúng ta sẽ gom đất lại cho nó gọn để xe nó quay lại thì có việc xúc thôi. Phiên bản cần dài đâu đó 10-11 mét gì nữa. Do là cái phần đá đấy ô tô nó đổ dày quá mà, nên là con xe ủi thì nó không có thể ủi được. Vì là nếu mà nó ủi nhiều ấy thì nó sẽ bị sạt, nó lấp hết xuống cái phần cái mương này, gây ra lãng phí, nên bắt buộc phải dùng máy xúc. Vì là cái nó quá dày, mà mình để nguyên cái phần đấy mình ủi ấy, thì nó sẽ tràn sang cái ao bên qua phía con máy là ao của nhà dân nhé. Còn bên này là kênh mương đang thi công này. Đầu dưới thì con kia đang đang đổ đây. Đấy, nó cứ đổ một chuyến nào thì bác máy ủi là ra san chuyến đấy luôn. Bộ 3. Đây gọi là bộ 3, máy xúc ô tô xe ủi san lấp làm đường bờ kênh. Con xe nhỏ, một con cần dài và một con máy ủi. Cái này thi công rất là dài ạ. Ở đây thì chắc là thi công phải mất vài tháng, vì là ở đây là hai dọc bờ kênh cộng với chiều dài nó dài nữa. Đấy. Máy ủi bắt đầu ủi này. Đầu dưới thì con máy ủi đang ủi cái đống đất vừa mới đổ xong. Khói mù luôn bạn. Con này thì nhanh khó nhưng mô tô hơi khói. Đấy, tốc độ quay dã man chưa? Nhưng mỗi tốc độ khói quá. Dòng Kobe này thì không phải nghĩ ngợi gì nhiều rồi. Quay thì phải nói là chóng mặt luôn. Nhưng mà nó cũng đã qua sử dụng rất là nhiều năm rồi thì giữ dấu gì thì nó cũng không thể còn ngon được. Không còn ngon ở đây tức là khói này, cái dầu mỡ chảy này. Tốc độ cực phê luôn. Ôi, nó quay à. Quay dã man chưa? Con này đi đắp bờ ao thì bao phê luôn. Vậy nên tại sao đi đắp bờ ao nó hay dùng con 100 với 120 là vậy?
quay maximum luôn. Những cái bờ kênh này thì trước mắt đầu tiên là họ sẽ dùng những con 100 đến 120 các bạn ạ. Đấy, đến khi nào mà vào làm đường xong, đến phần thi công kênh mương ấy thì lúc đó họ mới dùng đến những con như là 200 này, rồi sẽ dùng nhiều máy hơn. Luôn. Đấy, phần đầu dưới này thì các anh kỹ thuật đang phóng cọc để tạo thành hình của cái khuôn đường. Một xe nữa đã xong các bạn nhé. Đấy. Xe bây giờ sẽ lùi xuống đến cái phần con máy ủi kia để đổ, để tiếp tục làm một cái con đường thẳng ra cái nhà trắng trắng ở phía đầu dưới cái trạm bơm kia các bạn nhé. Rồi, video của mình kết thúc tại đây thôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.